Doanh nhân John Từ, đại gia đồng hồ mà Hoa hậu Trúc Diễm vừa tuyên bố ly hôn sau nửa năm sang Mỹ là ai? Chồng Hoa hậu Trúc Diễm, John Từ, là một Việt kiều Mỹ. Anh từng khiến dân tình trầm trồ vì sự chịu chơi trong lễ đính hôn với loạt xế hộp rước dâu tiền tỷ. Doanh nhân John Từ, đại gia mê đồng hồ hiệu. John Từ là CEO của một thương hiệu đồng hồ cao cấp tại Việt Nam trong nhiều năm. Có niềm đam mê với loại trang sức này, anh am hiểu tính chất, điểm khác biệt của từng dòng đồng hồ. John Từ thường xuyên đi nước ngoài tham dự những sự kiện, hội nghị quốc tế về kinh doanh. Anh còn ghé thăm các trụ sở sản xuất tại Nhật và Thụy Sĩ để hiểu rõ về cách chế tạo của từng sản phẩm. Nhờ vào sự nhạy bén và kinh nghiệm dày dặn, John Từ tự thành lập một công ty phân phối đồng hồ có giá trị cao đến từ gần 40 thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh đó, anh tham gia kinh doanh đồ gia dụng như điều hành công ty phân phối bình lọc nước từ năm 2018 đến nay. Ngoài đời thường, nam doanh nhân trẻ rất thích trải nghiệm khám phá. Anh quan niệm, hãy sống cuộc đời bạn muốn vì bạn chỉ có một lần cơ hội. Ngoài ra, chồng cũ Trúc Diễm còn đam mê thể thao, chơi các môn, quần vợt, bóng chày, chạy bộ. Nhờ vậy, anh có sức khỏe tốt và duy trì thân hình săn chắc. John Từ và Trúc Diễm kết hôn vào tháng 2 năm 2015, sau gần 3 năm hẹn hò. Trong lễ đính hôn, dàn xe rước dâu đã khiến dân tình trầm trồ vì quá nhiều xế hộp sang trọng. Như chiếc GMC duy nhất tại Việt Nam được bán tại thị trường nước ngoài với giá 69.000 đô, 1,6 tỷ đồng. Xe Maybach có giá 1 triệu đô la Mỹ, 20 tỷ đồng. Trước đó, John Từ đã cầu hôn Trúc Diễm bằng nhẫn kim cương đắt đỏ của hãng Tiffany & Co. có gắn kim cương cỡ lớn, xung quanh là vô số nhẫn viên kim cương nhỏ. Chiếc nhẫn được John Từ đặt từ New York, sau đó anh chàng phải bay sang Singapore để nhận. Được biết, một chiếc nhẫn kim cương của thương hiệu này có giá dao động khoảng 2.500 đô la Mỹ trở lên. Cuộc hôn nhân 6 năm với Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm. Mới đây, thông báo của Trương Tri Trúc Diễm, Hoa hậu thời trang của Hoa hậu Trái đất 2007 trên trang cá nhân về việc ly hôn chồng doanh nhân sau 6 năm chung sống khiến nhiều người tiếc nuối. Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, người chồng doanh nhân lớn hơn cô 6 tuổi. Sau 6 năm kết hôn, cả hai vẫn chưa sinh con. Trúc Diễm thừa nhận mắc bệnh cường giáp trong nhiều năm qua là nguyên nhân khiến vợ chồng cô chậm chuyện con cái. Những năm qua, anh yêu thương chiều chuộng bà xã nên tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng. Khi Trúc Diễm mắc bệnh cường giáp, anh dành nhiều thời gian chăm sóc, không gây áp lực vợ phải sinh con, là người sống tình cảm. Trong 6 năm kết hôn, John Từ luôn ưu tiên ăn cơm nhà do vợ nấu hơn là dùng bữa ngoài. Tháng 6 năm 2021, cặp đôi sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm định cư ở đây, cặp đôi đã tuyên bố đường ai nấy đi. Trúc Diễm là người khá kín tiếng, ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng. Lần hiếm hoi Trúc Diễm tiết lộ về ông xã doanh nhân là vào tháng 3 năm 2020, trong một sự kiện cô được chồng hộ tống tham dự. Cô cho biết sau khi kết hôn, bản thân hạn chế tham gia showbiz để dành thời gian cho gia đình và chữa bệnh. Cô từng vỡ mộng vì sự vô tâm của chồng, thế nhưng may mắn là cả hai vợ chồng đã ngồi xuống nói chuyện, chia sẻ với nhau tất cả những khúc mắc trong cuộc sống để cuối cùng tìm được tiếng nói chung. Trải lòng thêm về cuộc sống hôn nhân, Trúc Diễm từng thừa nhận, khi có vợ hoạt động nghệ thuật, ông xã luôn thấu hiểu và sẻ chia chứ không ghen tuông vô cớ. Ngược lại, người đẹp cũng ý thức được sự tin tưởng của đối phương nên luôn biết cách giữ chừng mực với các đồng nghiệp nam. Có thể nói, năm 2021, làng giải trí Việt đã chứng kiến nhiều cặp đôi doanh nhân nghệ sĩ ly hôn. Lý do người trong cuộc chia sẻ cũng muôn hình vạn trạng.